Có lẽ không ở nơi nào mà quán cà phê lại hiện diện khắp nơi như ở Sài Gòn, với đa dạng phong cách thích hợp cho mọi giới. Nhưng cũng có lẽ không có nơi nào mà quán cà phê lại có đội ngũ nhân viên phục vụ là những trẻ em khuyết tật trí tuệ như quán Hoa Anh Đào. Nếu bạn là khách của quán cà phê Hoa Anh Đào, bạn sẽ thường xuyên thấy phục vụ viên đưa ly nước bằng hai tay với lời nói ngọt ngào, xin mời. Và khi bạn nói lời cảm ơn, sẽ nhận được lời đáp lại từ những nhân viên này là không có chi. Sự độc đáo ở quán cà phê Hoa Anh Đào không chỉ ở đội ngũ phục vụ là những trẻ em khuyết tật trí tuệ, mà còn với phong cách tận tình, chuyên nghiệp và ấm áp, hiếm khi được nhìn thấy ở bất kỳ quán cà phê nào. Quán cà phê Hoa Anh Đào hiện tọa lạc trong khuôn viên của công ty 27 tháng 7, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là quán cà phê mà là câu lạc bộ đầu tiên dành cho các em khuyết tật trí tuệ được cô chủ người Nhật là Esaki Chisato thành lập. Quán cà phê Hoa Anh Đào được thành lập vào ngày 18 tháng 4 năm 2004. Câu lạc bộ được đặt tên là Hoa Anh Đào không chỉ bởi vì chủ quán là một cô gái đến từ nước Nhật, mà còn vì cô Esaki Chisato đã chọn ngày 18 tháng 4 làm sinh nhật câu lạc bộ. Đây là ngày người khuyết tật Việt Nam và cũng là thời gian hoa anh đào nở đẹp nhất ở đất nước Nhật Bản. Trong quá trình nghiên cứu ở Việt Nam thì mới biết là mấy em này, nhất là mấy em khuyết tật trí tuệ này, thì sau khi ra trường, tức là sau 18 tuổi thì không có việc làm, không có chỗ nào mấy bạn đó được sinh hoạt. Sau khi ra trường thì phải ở nhà với gia đình thôi. Nhưng mà các em này thì cũng có rất là nhiều khả năng. Cho dù là hơi chậm chút xíu nhưng mà cũng rất là nhiều khả năng. Nên sao tôi rất là muốn là tạo môi trường để mà các em được hòa nhập vào xã hội và cũng là cho mấy em được có công ăn việc làm. Thành viên của quán là 9 em khuyết tật trí tuệ, 1 em khiếm thính và 3 em nhân viên pha chế tình nguyện. Thời gian làm việc của mỗi nhân viên kéo dài 5 tiếng và được chia theo 3 ca sáng, chiều và tối. Hành trình Chisato thành lập câu lạc bộ Hoa Anh Đào xuất phát từ dịp cô tham gia hội nghị Việt Nhật về giáo dục an sinh và xã hội cho trẻ em khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Trước đó, cô đã đi tìm hiểu thực trạng an sinh xã hội ở Anh, Đan Mạch và Thụy Điển. Sau khi tốt nghiệp Đại học Doshisha Nhật Bản năm 1998, Chisato đã nghiên cứu làm luận án thạc sĩ về đề tài thực trạng về sự hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và gia đình của trẻ tại Việt Nam trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2003. Sau khi thực hiện xong đề tài thạc sĩ, Chisato chọn ở lại Việt Nam và ấp ủ nguyện vọng tạo ra một địa điểm để các em khuyết tật có công ăn việc làm và được hòa nhập xã hội. Ngoài việc quản lý quán Hoa Anh Đào, hiện Chisato là giảng viên tiếng Nhật Đại học Mở. Sato đã ở Việt Nam cũng gần 10 năm rồi. Mà không chọn ở Nhật mà Sato chọn ở Việt Nam là vì cũng thương, rất là thương mấy em nhỏ và cũng rất là thích cái cuộc sống ở Việt Nam. Không chỉ là Sato thương mà là mấy em này cũng làm cho Sato biết là yêu đời và cũng làm cho Sato hạnh phúc lên. Nên Sato rất là muốn là gắn bó với mấy em này. Khách đến quán cà phê Hoa Anh Đào luôn được chào đón bởi những nhân viên có khuôn mặt trẻ thơ và những nụ cười hồn nhiên ấm áp. Nhân viên không hỏi khách dùng thức uống gì mà chỉ đưa tờ phiếu đăng ký có ghi sẵn thức uống và giá tiền. Khách chỉ việc điền vào. Đây là một trong những sáng kiến của Chisato nhằm giúp các em khuyết tật phục vụ khách dễ dàng và chu đáo hơn. Vì Sato rất là muốn là được các em giao tiếp với mọi người trong cộng đồng và rất là muốn là được hòa nhập vào xã hội với cộng đồng Việt Nam. Tại vì nếu như mà công việc khác á, có thể là làm trong một cái xưởng hoặc là một cái công ty nào thì cứ là một cái động tác nhỏ nhỏ đơn giản, cứ lặp lại thì các em không thể nào mà giao tiếp được với ở ngoài xã hội. Nhưng mà nếu như mà công việc phục vụ á, là một cách rất là tự nhiên mà cứ giao tiếp được với mọi người, thì sao tôi mới chọn cái hình thức là quán cà phê.
Còn trên những chiếc bàn không đánh số có bày một loại trái cây hoặc một con thú bông. Khi mới đến đây, hầu hết khách đều tưởng đây là một kiểu trang trí của quán, nhưng thật ra đây là một ký hiệu để các nhân viên đặc biệt biết cách gọi tên từng bàn. Ngoài ra, trên từng bàn còn có một cái chuông để khách gọi nhân viên phục vụ những khi cần thiết. Đối với Sato á, là khi làm việc với mấy em này là vui nhất, dễ dàng nhất, thoải mái nhất, không có bao giờ mà cảm thấy là khó khăn. Cho nên là Sato thương mấy em này, mà mấy em này cảm nhận được cái điều đó, rồi mấy em cũng thương Sato lại, là coi như là mình đã làm việc được với nhau được rồi. Công việc phục vụ tưởng thật đơn giản, nhưng để nói được xin chào, xin mời, cảm ơn, các em đã phải tập một tháng trước khi quán khai trương. Và để các phục vụ viên không bị tai nạn nghề nghiệp, quán đã sử dụng toàn bộ ly bằng chất liệu nhựa và tuyệt nhiên không phục vụ quý khách bằng những loại thức uống quá nóng. Bước đầu á thì cũng hơi khó, tại vì cái tiếng dịch rất là khó, có giáo cái ngữ pháp cũng khó nữa, nên nói chung là sao tôi cũng ráng hộp và sao tôi cũng nói từ từ thì các bạn cũng hiểu được. Có nghĩa là mấy bạn này chính là thầy cô dạy tiếng Việt cho Sato, tại vì Sato nói xong rồi các em này được hiểu, có nghĩa là tất cả mọi người sẽ hiểu được. Nên mấy em này là chính là thầy cô của Sato. Có những lúc quý khách vào quán rất đông và không cần ai nhắc nhở, các em rất tự giác biết mình phải làm gì. Nhìn các em tất bật phục vụ nhưng mọi việc vẫn được thực hiện một cách chỉnh chu tươm tất. Ít ai nghĩ rằng đây là những trẻ có khiếm khuyết về mặt trí tuệ. Ngay cả trong lúc rất bận rộn, các em vẫn không quên nở những nụ cười. Tại sao mà các bạn được tự giác thì sao tôi cũng không biết. Mấy bạn cũng muốn được có công việc ở đây, muốn làm được cái gì đó thì các bạn đó tự giác làm thôi. Và làm xong rồi sao tôi khen là ôi giỏi quá, làm được tốt quá, là nó rất là vui. Vậy là tiếp tục kiếm cái công việc nào để mà mình làm được. Nên nói chung là cũng có thể là muốn được khen, nhưng mà cũng không chỉ là muốn được khen. Các bạn đó nó rất là muốn được làm được cái gì đó mà. Buổi trưa, cô chủ quán người Nhật và các nhân viên lại quây quần bên mâm cơm. Thật sự ở đây không có khoảng cách giữa chủ quán và nhân viên phục vụ như bất kỳ quán cà phê nào, mà không khí luôn thân mật và ấm áp tình người. Bà chú cô chú giáo không có đâu, chú Tô mà. Cô chú Sato. Em hỏi chú Tô nước hương cô. Nước thích cô biết nhiều lắm. Ừ, nhiều lắm. Du, vậy rồi. Vui. Nói lại. Cạn du. Vui, đúng rồi. Tên gì? Nói cho Hoàng Hoàng Anh. Phạm. Hoàng Hoàng Anh. Ừ, là dạ lắm. Hoàng Anh tương ai? Chú Sato. Ừ. Dạ, chào thư cô. Trần Hề Phương Thiện, hôm nay con 21 tuổi, hết cái các cô, cái bài con vui mừng rồi, con xuống động, nước mặt con đây hăng con vui rồi, dạ hư cô siêu cô siêu cho nhớ cô lắm. Hạnh phúc của cô gái người Nhật là được nhìn thấy các em khuyết tật trong quán có một đời sống bình thường, nghĩa là được giao tiếp và được góp sức cho cộng đồng. Còn niềm vui của các em là được đến quán Hoa Anh Đào mỗi ngày, được gặp gỡ các bạn và làm đúng công việc phục vụ đã được đào tạo.